cửa hàng âm thanh Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn đam mê âm nhạc. Rất vui mừng cửa hàng lại được quay trở lại với quý vị và các bạn trong một clip tiếp theo. Cửa hàng Simtech sản phẩm gửi những vị khách hàng ở xa có đơn đặt hàng bên cửa hàng âm thanh Hạnh. Vâng, clip của ngày hôm nay ngày 24 tháng 9 năm 2021, cửa hàng âm thanh Hạnh cũng đã nhận được đơn của vị khách hàng chốt chiếc đài mang mã số 99. Và ngày hôm trước thì cửa hàng âm thanh Đức Hạnh có thông báo trên kênh là có hai chiếc đài cập bến với cửa hàng, là hai chiếc đài sát 3 số 7 mang mã số 99 và một chiếc mang mã số 100. Vâng, đến số 100 thì cửa hàng âm thanh Đức Hạnh cũng đã tri ân gửi tới quý khách hàng một clip thông báo những sản phẩm về trong ngày, và chiếc 100 thì cửa hàng cũng tặng luôn cho khách hàng một chiếc quạt nhé. Và trước đó thì cửa hàng cũng nhận được rất nhiều những cuộc điện thoại của quý khách hàng muốn chốt sản phẩm. Nhưng sản phẩm vị khách hàng nhanh tay nhất có địa chỉ tại Hà Nội đã chốt đơn và cửa hàng có về được một chiếc mang mã số 99 này thì giá trị của sản phẩm nó cũng rất là cao. Và độ đẹp thì quý khách hàng chỉ cần nhìn qua một góc máy quay của chủ shop gửi tới quý vị và các bạn rồi. Thì ngày hôm nay cửa hàng cũng đã nhận được đơn của vị khách hàng có địa chỉ tại quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Anh đã chốt một chiếc đài mang mã số 99 và anh có chốt bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh là 5 cuốn băng đài. Vâng, ngày hôm nay thì cửa hàng sẽ test nhạc và quay chi tiết lại một lần nữa trước khi sản phẩm được rời khỏi cửa hàng âm thanh Đức Hạnh. Để gửi xe khách cho anh thì anh sẽ nhận hàng vào buổi sáng sớm của ngày mai nhé. Ngày hôm nay là ngày 24 ạ. Và sáng ngày mai thì anh sẽ nhận được sản phẩm này. Bởi vì những vị khách hàng có địa chỉ tại như Hoàng Mai, Hoàn Kiếm, Hà Nội thì cửa hàng có thể gửi xe. Các bác sẽ nhận được hàng sớm nhất. Vâng, các bác có thể nhìn thấy sản phẩm mà cửa hàng âm thanh Đức Hạnh vẫn thường cung cấp ra thị trường cho quý khách hàng với những sản phẩm chất lượng cao như thế này. Và giá trị tùy theo độ đẹp của sản phẩm và giá trị cũng vậy. Bên cửa hàng thì có những chiếc đài còn nguyên thùng, giá trị thì rất là cao, cũng được nhận rất nhiều những cuộc điện thoại của quý khách hàng cũng đã chốt sản phẩm. Và tại thời điểm như bây giờ, cửa hàng đã về được đến 100 chiếc đài sát 3 số 7. Thì quý khách hàng có thể biết là một trung tâm uy tín như thế nào, và được rất nhiều khách hàng phản hồi lại với cửa hàng âm thanh Đức Hạnh rằng là sản phẩm các bác nhận được rất là ok. Vâng, đây là một chiếc đài sáp 3 số 7 không có thùng nhưng độ đẹp thì mỹ mãn luôn ạ. Và cửa hàng cũng đã đọc sơ di của chiếc máy này rồi nhé. Và sau đây cửa hàng sẽ test hai cửa băng cassette cho quý vị và các bạn cùng với test radio để quý khách hàng có thể cảm nhận được sản phẩm bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh trước khi rời khỏi cửa hàng vẫn hoạt động ok. Vâng, cửa hàng thì đang test ở cửa 2 cho quý vị và các bạn đây nhé. Vâng, sản phẩm của ngày hôm nay thì cửa hàng xin gửi cho một vị khách hàng xin được giấu tên. Anh có địa chỉ tại phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội. Vâng, trong buổi tối ngày hôm qua thì anh cũng đã chốt sản phẩm này rồi và 5 cuốn băng cửa hàng cũng đã nhặt ra đây cho anh. Vâng, sau đây quý vị và các bạn có thể thưởng thức chất âm của sản phẩm qua một chiếc đài sáp 3 số 7 đây. Bác đi từ ở chiến khu bác về, bác đi từ ở chiến khu bác về. Phố phường trần địa, nhà máy đồng
trần nhà, nhà máy đồng quê đều in dấu xếp bác về, bác ơi đều in dấu xếp bác về, bác ơi xếp này bác trái đường dài nhớ đã cùng bác ruột trong gai xây non nước nhà đường đi chiến đấu gần xa dấu xếp cha già dẫn lối con đi dấu xếp cha già dẫn lối con đi. Đấy là cửa 2 vẫn hoạt động ok nhé, và cửa hàng sẽ test cho quý khách hàng xem cửa 1. Tiếc người là người có duyên, tình tình ta là tàng tính tình. Anh chàng rằng, hỡi anh chàng ơi, rằng có biết, biết hay không, rằng có nhớ là nhớ hay không. Em còn hai cửa băng thì hoạt động ok nhé các bác nhé. Và đây là mặc dù các cơ quan chức năng đã có nhiều biện pháp để ngăn chặn hàng giả hàng tình trạng đó vẫn diễn ra thường xuyên, tại sao lại có thực tế đó? Tôi cho rằng là cái chế tài chỉ là một trong số những. Vâng, vậy đây là chiếc đài Saab 3307 mang mã số 99 cập bến với cửa hàng. Trong ngày hôm qua thì tại thời điểm này chính thức cũng đã 2 chiếc 99 và 100 đã được nhận chủ. Vâng, vậy bên cửa hàng Âm Thanh Đức Hạnh thì vẫn còn rất nhiều các sản phẩm từ mức tiền tầm trung và mức tiền tầm cao đang có mặt tại cửa hàng. Quý vị và các bạn có nhu cầu sở hữu các thiết bị bên cửa hàng Âm Thanh Đức Hạnh cung cấp, hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng qua 2 số máy mà cửa hàng vẫn đăng hàng ngày: 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của cửa hàng Âm Thanh Đức Hạnh tại cổng chợ số 3 Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Âm Thanh Đức Hạnh giao hàng toàn quốc. Vâng, vậy cửa hàng cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới vị khách hàng trong clip của ngày hôm nay có địa chỉ tại quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Và cửa hàng xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tất cả những vị khách hàng trên 63 tỉnh thành đang theo dõi kênh của cửa hàng Âm Thanh Đức Hạnh. Vâng, vậy cửa hàng xin kính chào và hẹn gặp lại quý khách hàng trong các video clip tiếp theo. Xin thân ái chào tạm biệt.